khu chung cư Thụy Điển như bãi chiến trường sau vụ nổ rung chuyển. Các bạn đang nghe tin tại báo nói az.com. Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở hai chung cư tại thành phố Linh Binh, Thụy Điển khiến các cửa sổ và ban công của nhiều căn hộ bị hư hỏng nghiêm trọng. Người dân mô tả tình trạng hiện tại giống như bãi chiến trường. Theo sở Phúc Ních, vụ nổ lớn đã xảy ra tại hai chung cư ở khu Ham Nga Tan, thành phố Linh Binh, Thụy Điển vào lúc 9 giờ sáng, giờ địa phương. Khoảng 20 xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường. Cảnh sát nghi rằng đây là hành vi cố ý, nhưng hiện chưa thể đưa ra kết luận. Chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ mọi người rằng có vụ nổ lớn xảy ra ở Ham Nga Tan. Cửa sổ bị cuốn bay và chúng tôi đang ở hiện trường, phong tỏa khu vực và tìm hiểu xem chính xác điều gì đã xảy ra. Ông BJRNB, quan chức thuộc sở cảnh sát Linh Binh, nói với báo địa phương Aston Lajet. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy cửa sổ và ban công các căn hộ của tòa nhà 5 tầng bị thổi bay vì vụ nổ. Nhà báo Romari Kason của sở Swedish Radio so sánh hiện trường vụ nổ như bãi chiến trường. Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát SAE Sun cho biết lực lượng này đang mở cuộc điều tra nghi vấn tội danh phá hoại nghiêm trọng. Cảnh sát cho biết tới lúc này có 25 người bị thương nhẹ và đã được đưa vào bệnh viện. Tôi đang tắm thì thấy căn nhà đã rung lắc dữ dội như sấm sét. Nhân chứng Von Tu Johansson, người sống ở căn nhà đối diện, cho hay. Cụ ông 85 tuổi, GSTA Xuân Dinh, người sống ở tầng trệt, cho biết ông nghe thấy tiếng nổ lớn và toàn bộ căn nhà rung lên. Hãy nhấp follow để theo dõi những tin tức mới nhất trên báo nói az.com. Đức Hoàng, theo sở Phúc Ních.